Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình về an ninh Tổ quốc tuần này với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phần tin phản ánh các hoạt động của Công an thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Phóng sự: Công an thành phố đấu tranh mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Phóng sự: Công an Thanh Khê nhanh chóng bắt giữ băng trộm cắp hàng công ty. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình. Ngày 24 tháng 6, Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2013, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công an thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình công tác đề ra, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong đảm bảo an ninh trật tự, gắn liền với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ chiến sĩ. Nhờ đó, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đem lại hiệu quả cao, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm được đảm bảo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu cấp ủy lãnh đạo các đơn vị địa phương trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa một số công tác trọng tâm của Đảng ủy Công an thành phố, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự 6 tháng cuối năm. Ngày 26 tháng 6, Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở phòng cảnh sát trật tự trực thuộc Đảng bộ Công an thành phố. Theo đó, Đảng bộ phòng cảnh sát trật tự có 38 đảng viên. Ban chấp hành gồm 7 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt cấp phòng và chỉ huy cấp đội. Việc Đảng ủy Công an thành phố ra quyết định thành lập Đảng bộ phòng cảnh sát trật tự là ghi nhận về sự trưởng thành trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của phòng cảnh sát trật tự trong thời gian qua. Đồng thời động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong tuần qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị sơ kết, thay mặt lãnh đạo Công an thành phố, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc Công an thành phố, báo cáo tóm tắt kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch đề ra, đẩy mạnh các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững. Những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự được phát hiện và giải quyết kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an thành phố đã điều tra, khám phá trên 200 vụ phạm pháp hình sự. Một số loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của lực lượng chức năng. Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm kinh tế, Công an thành phố đã phát hiện khởi tố 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt quả tang 42 vụ, 58 đối tượng phạm tội về ma túy, lập hồ sơ xử lý gần 700 đối tượng nghiện, tai nạn giao thông giảm cả số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2012. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều mô hình hay, hiệu quả cũng đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại cơ sở. Tuy nhiên, trong thời gian tới, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự đang đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng công an thành phố. Trong 6 tháng cuối năm, công an thành phố sẽ tập trung đấu tranh ngăn chặn cho được tình trạng trộm cắp, cướp giật, cố ý đánh nhau gây thương tích và đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố, để cùng với các ngành, các cấp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng phát triển thành phố chúng ta vững mạnh. Tại hội nghị sơ kết, công an các đơn vị địa phương cũng đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những vướng mắc tồn tại trong 6 tháng đầu năm, tìm ra những giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2013, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Sáng ngày 27 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện luật khiếu nại và luật tố cáo năm 2011 và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật khiếu nại và luật tố cáo. Trọng tâm là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thành phố, đặc biệt đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người tố cáo, thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu lực pháp luật, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Ngày 27 tháng 6, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn chuyên sâu về thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý về bảo vệ bí mật nhà nước. Cán bộ chiến sĩ tham gia lớp tập huấn được giới thiệu về các nội dung liên quan như âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và tội phạm nhằm thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đây là những nội dung quan trọng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị và mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác văn thư lưu trữ của công an các đơn vị địa phương trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Vừa qua, tại công viên 29 tháng 3, Hội Phụ nữ Công an thành phố Đà Nẵng đã tham gia Ngày hội Bình đẳng giới, gia đình cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức. Ngày hội đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, thú vị như rung chuông vàng, nam giới vào bếp, gia đình văn hóa thể thao, kiến thức gia đình, nam giới với công việc gia đình. Đây là dịp để cánh mày râu thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với chị em phụ nữ trong công việc gia đình, từ đó tạo nên sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên. Cùng thời gian này, Chi hội Phụ nữ trại tạm giam Hòa Sơn đã tổ chức tuyên truyền điểm về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho chị em phụ nữ và người dân tại thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy, trong tuần qua, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động về phòng chống ma túy trên địa bàn bằng nhiều hình thức như văn nghệ, tiểu phẩm, thi trắc nghiệm kiến thức về phòng chống ma túy. Qua đó nhằm giúp cho người dân, nhất là giới trẻ, hiểu phòng chống ma túy một cách đúng đắn và hiệu quả nhất, phấn đấu theo thông điệp của Liên Hiệp Quốc, toàn cầu chung sức hành động vì một cộng đồng lành mạnh không ma túy. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công mạnh mẽ loại tội phạm này, không để tồn tại các tụ điểm về ma túy trên địa bàn thành phố. Nhân tháng hành động phòng chống ma túy, mời quý vị và các bạn xem phóng sự sau. Sau một thời gian theo dõi, lúc 18 giờ ngày 17 tháng 5, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ xử lý 11 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 76 gam ma túy tổng hợp, một điện thoại, hai xe máy, một cân điện tử, 29 triệu đồng. Đây là một trong 37 vụ buôn bán ma túy mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt xóa từ đầu năm đến nay. Qua công tác đấu tranh với tội phạm ma túy cho thấy, hoạt động của loại tội phạm này ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ và đối tượng hoạt động. Các đối tượng đầu nậu chủ yếu nhận nguồn ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào và thành phố Hồ Chí Minh ra, sau đó phân lẻ cho các chân rết để bán cho các con nghiện. Quá trình buôn bán, tàng trữ sử dụng của chúng tạo thành đường dây hết sức chặt chẽ và quy mô, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên tham gia. Trong quá trình điều tra khám phá số vụ án thì nổi lên một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thậm chí là dẫn đến cái con đường mua bán trái phép chất ma túy ở trong học sinh và sinh viên. Năm 2012 đã bắt được 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa vào trung tâm 3 đối tượng, còn lại 3 đối tượng xử lý hành chính. Phương thức thủ đoạn phổ biến của đối tượng ma túy là thuê phòng ở khách sạn, nhà trọ để núp bóng hoạt động. Nổi lên là việc sử dụng thuốc lắc, ma túy tổng hợp và nhiều loại ma túy mới xuất hiện không nằm trong danh mục quản lý của nhà nước. Có trường hợp, các đối tượng nghiện lợi dụng việc cho điều trị nghiện bằng methadone để tiếp cận bán ma túy. Đối tượng buôn bán ma túy đồng thời là đối tượng sử dụng và ngày càng trẻ hóa về độ tuổi. Cái tính phức tạp của tội phạm ma túy ở trên địa bàn Đà Nẵng nó thể hiện. Thì công chí thấy hơn 80% đối tượng phạm tội về ma túy là người nghiện, đã qua thời gian cai nghiện về gia đình là chúng lại thoát ly gia đình, đi thuê nhà trọ, nhà nghỉ ở
chỗ này một tuần, chỗ khác một tuần, nó thay đổi địa điểm liên tục như vậy. Cái đối tượng là người nghiện này, nó đã chuyển qua nó hoạt động phạm tội về ma túy, là bản thân họ đã có một cái kinh nghiệm trong quá trình sử dụng ma túy, cho nên cái phương thức, cái thủ đoạn mà lôi kéo dụ dỗ những cái đối tượng khác là hết sức là tinh vi. Ma túy trong những năm gần đây đang trở thành hiểm họa của toàn nhân loại. Cũng từ ma túy mà tội phạm, bạo lực tăng nhanh, làm tha hóa nhân cách, hủy hoại cuộc sống yên vui của bao gia đình. Trước tình hình đó, cùng với cả nước, Công an thành phố Đà Nẵng đang ngày đêm phối hợp với các ban ngành có liên quan, triển khai các hoạt động tuyên truyền, qua đó giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân, giúp mọi người hiểu tác hại của ma túy và cùng tham gia phòng chống ma túy, góp phần kiềm chế, làm giảm tốc độ gia tăng tệ nạn ma túy ở thành phố Đà Nẵng. Sau một thời gian điều tra, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã phá thành công vụ trộm táo tợn tại kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Dân Thọ, 100 Bế Văn Đàn, thành phố Đà Nẵng. Số hàng hóa bị mất trị giá gần 300 triệu đồng. Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng ngày 23 tháng 5, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Dân Thọ đến làm việc thì phát hiện một số lượng hàng hóa có giá trị lớn trong kho đã bị mất trộm. Nhận được tin báo, lực lượng công an quận Thanh Khê đã vào cuộc. Sau hơn một tuần kiên trì với các hoạt động điều tra, manh mối của vụ trộm cũng dần được hé mở. Các đối tượng trộm cắp đã bị tóm gọn khi đang tiêu thụ hàng tại tỉnh Quảng Nam. Các đối tượng tổ chức trộm tài sản gồm Huỳnh Ngọc Cường, chú huyện Núi Thành, Lê Văn Phụng, chú huyện Thăng Bình và Trương Thanh Hiền, chú thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chúng tôi bàn nhau cử một người đó là Hiền cho công ty Dân Thọ làm với mục đích là để rào một cái chìa khóa khác. Và bản thân tôi là cũng làm trong công ty đó cũng được gần 2 tháng. Và tôi cũng biết đường đi nước bước trong công ty cũng rõ. Khoảng cách 2 ngày thì chúng tôi xuống và tôi trèo lên là mở cửa và xuống ngắt hệ thống camera. Và bật nguồn điện lại và bấm cửa cho Phụng chui vô. Số lượng lớn hàng hóa trộm cắp được, các đối tượng thuê Phạm Quang Vinh, chú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, trở vào tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cơ quan điều tra đã thu hồi được phần lớn số tài sản mà các đối tượng lấy cắp đưa đi tiêu thụ. Để mà thực hiện được cái hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã bàn bạc cụ thể trước và cho người xin vào làm việc ở trong công ty, tạo ra một cái đối tượng nội ứng bên trong. Nghiên cứu toàn bộ các quy luật hoạt động, rồi các phương pháp mà bảo vệ tài sản của chính công ty đó, ràng chìa khóa cửa để đưa ra ngoài. Đặc biệt là đối tượng rất táo bạo là đưa cả xe ô tô vào trong kho, lấy toàn bộ cái hàng hóa đem đi tiêu thụ. Thế tôi đây cũng là một cái bài học cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp. Khi tuyển dụng lao động, cần phải sức thận trọng, nghiên cứu kỹ lai lịch của người là lao động trước khi mình tuyển dụng để đảm bảo cho hoạt động của mình được an toàn. Hiện Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, tập trung củng cố tài liệu chứng cứ vụ án để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Đến đây, chương trình truyền hình Vì An Ninh Tổ quốc tuần này cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên trang web của VTV Đà Nẵng. Mọi ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ email vianninhtoquoc.dn@gmail.com. Thông tin liên quan đến an ninh trật tự xin báo về số điện thoại 113. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.